Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc đảm nhận. Vì sao mà tôi phải nói là dân ta phải biết luật ta? Thì thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì trình độ kiến thức của người dân được nâng cao trên cái thông tin phương tiện truyền thông và Facebook, YouTube, fanpage, Instagram, tất cả tất tần tật rất là nhiều thứ, và con người dường như là sống một cái thông tin rất là nhiều từ những cái nguồn khác nhau, và con người do đó họ cũng cảm thấy là không biết chọn lọc cái nguồn như thế nào. Và thật sự rằng là ai đã từng dùng internet thì một lần sẽ sử dụng cái ông thầy gọi là thầy Google. Thưa quý vị và các bạn, nói cho vui vậy thôi, chứ thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn trong hàng loạt 99 video cơ bản trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Vì sao tôi nói là video cơ bản? Trong cái 99 video này tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn về những cái giao dịch gần nhất trong cái đời sống thường nhật. Và hôm nay tôi cũng muốn tặng cho quý vị và các bạn một cái video gọi là dành quyền nuôi con. Thực sự là cái video dành quyền nuôi con của tôi gồm 3 phần. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu tiên tôi sẽ kể một cái câu chuyện về vị khách hàng đến văn phòng. Thứ hai là về quy định của pháp luật. Và thứ ba là được thực tế mà văn phòng có được trong quá trình làm nghề. Trở lại vấn đề thứ nhất cho quý vị và các bạn. Thì có một cái chị nữ, chị đến văn phòng tôi, chị bảo rằng là tôi dành quyền nuôi con. Tôi bảo là sao phải gọi là dành quyền nuôi con? Chị bảo rằng cách đây 2 năm, thì hôm nay là năm 2018 rồi, cách đây 2 năm thì chị và anh chồng chị có những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng và chị nộp đơn tại tòa. Thì trong cái quá trình nộp đơn tại tòa thì cả anh và chị có một con chung là bé lúc tại thời điểm đó đang 5 tuổi. Thì tòa đã giải quyết cái yêu cầu của chị về nhân thân là đồng ý cho chị ly hôn, và thứ hai là con chung. Thì trong cái phần mà do anh chị là thỏa thuận cái việc là ly hôn, cho nên tòa án có ban hành cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Trong đó có hai vấn đề chính. Thứ nhất là đồng ý cho ông A và bà B ly hôn vì mâu thuẫn trầm trọng, hôn nhân không thể kéo dài, mục đích không thể đạt được. Và cái việc thứ hai đó là về con chung. Thì về con chung thì trong cái quyết định công nhận đó có ghi nhận là con do ăn trực tiếp nuôi và không đi lại cấp dưỡng. Kể từ thời điểm đến đó, từ đó đến nay thì anh nuôi con. Nhưng một thời gian sau thì anh đã giao cái trách nhiệm đó lại cho người vợ cũ của anh, và chị cũng nuôi, và hai bên cũng không có một cái thống nhất là nuôi con để mà phát triển con cho nó hoàn thiện về mặt thể chất và tinh thần. Đó là cái tôn chỉ của nuôi con dưới. Chị đến với tôi vì chị nói rằng thực tế thì chị mong muốn giành lại cái quyền nuôi con. Thực tế chị đang nuôi con, nhưng chị muốn có ban hành, có một cái phán quyết của tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con. Và chị bảo rằng là những cái điều kiện về vật chất thì chị cũng hội đủ để phát triển một bé cho đến khi bé trưởng thành. Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp mặc dù là tên của cái video có tên là dành quyền nuôi con, tuy nhiên là tôi muốn quý vị và các bạn trở về đúng với bản chất của tên nhà luật thay đổi người trực tiếp nuôi con. Thì trong cái phần này tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn hai vấn đề. Trong trường hợp một, mà sau khi có cái phán quyết của tòa án mà các bên đương sự không đồng ý thì có thể khởi kiện tại tòa án để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Trong trường hợp này thì có 3 cái tiêu chí để mà chúng ta đưa ra cái lập luận và yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.
Thông thường thì luật sư sẽ đưa ra những tiêu chí đầu tiên, đó là tiêu chí về nhà ở. Đứa bé nó phải có nhà ở. Cái người mà mong muốn thay đổi trực tiếp ý chí, họ cho rằng là nếu so ra với cái phán quyết của tòa án trước đây thì tôi sẽ cao lên hơn tí xíu, tôi có nhà ở ổn định. Cái yếu tố thứ hai đó là môi trường sống ổn. Môi trường sống là hiện tại bé đang ở ở vùng thành phố Hồ Chí Minh thì cái điều kiện bé ổn định, và hiện tại bé đang học ở một cái trường tiểu học gì đó thì không muốn làm xáo trộn cái môi trường. Và điều kiện thứ ba, cái người mà nộp đơn thay đổi yêu cầu trực tiếp nuôi con từ người vợ sang người chồng, họ phải chứng minh cho tòa án thấy rằng cái điều kiện mà họ đưa ra họ thay đổi đó sẽ ưu việt hơn. Thông thường thì luật sư tính như thế này quý vị và các bạn, ví dụ như bây giờ một cái anh và cái chị mong muốn thay đổi thì anh chị đó phải có một cái thu nhập được tính bằng bây giờ cái mức sống trung bình để nuôi chính bản thân một người nào đó thì là 5 triệu đi, thì anh chị đó phải có thu nhập hơn cái số tiền để ngoài cái số tiền mà bây giờ mình nuôi con nè, mình nuôi bản thân mình nè, mình nuôi con. Như vậy đó quý vị và các bạn, khi mình có đầy đủ 3 cái yếu tố này, cái nhân cách của người vợ, nhân cách ở đây là như thế nào? Trẻ nữ thì được ở với mẹ, cái điều kiện nó vẫn phụ thuộc tốt hơn. Nam thì ở với ba để ba dạy dỗ. Điều đó cũng rất là tốt. Nếu như trong trường hợp, lý do tại sao người ta nói rằng là con dưới luật hôn nhân và gia đình, con dưới 36 tháng tuổi thì mẹ là người trực tiếp nuôi con nếu không có thỏa thuận khác. Và lý do tại sao con 7 tuổi thì phải hỏi ý kiến con. Lúc đó ý chí của cái đứa trẻ trong cái bố mẹ nó ly hôn, nó thấy được rằng nó đủ trí khôn để nó thấy được rằng con ở với mẹ thì tốt hay con ở với bố thì tốt. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề thứ ba là văn phòng luật sư của tôi có 2 trường hợp thực tiễn trong đời sống, trong cái quá trình làm nghề. Trường hợp đầu tiên đó là ông bố, hai người cùng ở Bình Dương. Thì khi mà ly hôn như vậy thì tại thời điểm đó thì chị vợ có cái điều kiện tốt hơn người chồng, và bé anh chồng thì cũng chưa có hộ khẩu ở cái vùng mà Bình Dương đó, cho nên anh tạm thời giao cho người vợ luôn. Tuy nhiên thời gian sau thì tôi cũng không nhớ chính xác, tuy nhiên là khoảng 2 hoặc 3 năm gì đó, bằng một cái sự nỗ lực của bản thân, anh đã mua nhà, anh đã có hộ khẩu, và anh nói với tôi rằng là tôi có đứa cháu, gia đình tôi áp lực đây là đứa cháu của tôi, cho nên tôi mong muốn để tôi giành quyền của con. Mà thực tế thì sau khi ly hôn thì cái người vợ cũ của tôi đó, người vợ đã ly hôn đó, họ cũng đã lập một cái gia đình mới và họ có một cái con. Và văn phòng luật sư của tôi cũng đã giúp anh thay đổi người trực tiếp nuôi con từ người vợ sang người chồng. Vì ba cái tiêu chí. Thứ nhất là anh có những cái cuộc sống ổn định. Dĩ nhiên nếu như trong trường hợp cả hai nguyên đơn và bị đơn đều có cái cuộc sống ổn định thì người ta sẽ xét vào những cái tiêu chí khác. Tiêu chí về cái ổn định trong cái cho đứa con phát triển. Cái tiêu chí nữa nó là tiêu chí nhân cách người vợ và người chồng. Và trường hợp thứ hai tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn, đó là trường hợp mà tôi đã thực hiện cách đây khoảng chừng 5 hoặc 6 năm gì đó. Thì chị vợ là kế toán trưởng, còn anh chồng là dân nhà giáo. Tại thời điểm họ ly hôn thì do con ở dưới 36 tháng tuổi, cho nên tòa có phán quyết là cho người vợ trực tiếp nuôi con và anh chồng có nhu cầu cấp dưỡng. Tuy nhiên một cái khoảng thời gian sau thì chị vợ mới đem gửi cái đứa con cho người chồng.
chị bảo rằng là bây giờ tôi lập gia đình mới rồi mà tôi bầu bì nữa, thôi bây giờ anh nuôi con đi. Thực ra giữa hai người này không có một cái sự gọi là tính toán trong cái việc nuôi con chung. Tuy nhiên là sau khi mà xem xét kỹ thì anh bảo rằng là hiện tại thì người vợ đã ly hôn của anh đang có mang, còn anh thì chưa có. Trong cái quá trình sau khi ly hôn thì anh vẫn chưa kết hôn, cho nên anh đã đến văn phòng và tôi đã giúp anh bằng cách là nộp đơn đến tòa để thay đổi người trực tiếp nuôi con. Và khi ra tòa thì thực ra đó là một cái cuộc chiến cũng rất là khó khăn. Chị bảo rằng là tôi tạm thời tôi giao con cho anh, chứ không có nghĩa là tôi vẫn nuôi con, tôi vẫn đủ điều kiện nuôi con, tôi đủ điều kiện có nhà, tôi đủ điều kiện nhân cách, không có gì phải chê trách tôi hết. Tuy nhiên thì cái ngày mà ra tòa xét xử, vì các bên không thể thỏa thuận được, cho nên cái ngày ra xét xử thì chị có thai ở cái giai đoạn cuối, cho nên chị vắng mặt ở tòa. Đó cũng là một cái điều kiện mà tòa đưa ra những cái phán quyết để thay đổi người trực tiếp nuôi con chấp nhận yêu cầu khởi kiện dành cái quyền nuôi con. Theo thuật ngữ dân gian gọi là dành cái quyền nuôi con. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn video có những khiếm khuyết, có những thiếu sót. Và bắt đầu từ năm 2018 hôm nay thì tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn mang tính chất hướng dẫn là chính. Và quý vị và các bạn sẽ đang ở cái giai đoạn chuẩn bị khởi kiện, các bạn sẽ biết mình khởi kiện như thế nào. Và các bạn đang ở tòa, các bạn sẽ biết mình sẽ có những cái tinh thần như thế nào. Tôi không mang tính chất thắng thua trong cái thông điệp dân ta phải biết luật tay. Tôi chỉ mang một thông điệp tất cả mọi người, nếu trong những cái điều kiện các bạn phải biết về những cái quy định của pháp luật để mình tự bảo vệ. Và chắc chắn là video tôi sẽ làm nhiều nữa liên quan đến những cái mâu thuẫn trong đời sống của vợ chồng, liên quan đến con dưới 36 tháng tuổi, thì mẹ nuôi con là dưới 24 tháng tuổi thì người chồng không được phép lập đơn khởi kiện ở tòa, và những cái mâu thuẫn khác, những cái định giá, những cái thẩm định giá, những cái văn bản, những cái chứng cứ để quý vị và các bạn có thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình khi mình xem những cái video này. Xin